Em Vi Quyết Chiến, 13 tuổi, người dân tộc Thái ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ đã hết sức bất ngờ về hành trình của cậu bé. Theo đó, quãng đường cậu bé Chiến đi trên chiếc xe đạp cũ để về Hà Nội thăm em, dài khoảng 103 km theo ước tính. Quãng đường này đi bằng xe ô tô mất khoảng 2 giờ 30 phút. Nếu tạm tính tốc độ đạp xe trung bình tối thiểu của sức thiếu niên trên đường bằng phẳng là 13 km một giờ, thì em Chiến đã đạp xe liên tục trong 8 giờ đồng hồ. Điều đặc biệt, chiếc xe đạp của em bị mất phanh. Mỗi khi xuống dốc, em phải dùng dép làm má phanh. Đến địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, do quá mệt nên em đã ngất xỉu. Rất may, em được các tài xế qua đường phát hiện và giúp đỡ để đến được bệnh viện.